Chào cả nhà. Cả nhà biết món này món gì không cả nhà? Cái món này là ăn mà ngon tuyệt vời luôn. Chỉ có những người miền Tây mới biết những cái món này thôi. Những cái món này nó thiệt chứ dễ kiếm, dễ tìm, mà ăn lại nó ngon dữ lắm các bạn ơi. Không hơn, không thể nào cái nào tuyệt vời hơn nha các bạn. Cái món này đố các bạn biết là món gì đó. Chào các bạn nha các bạn. Hôm nay anh em mình sẽ làm một món đặc biệt, dễ kiếm, dễ tìm, dễ làm, dễ ăn và ăn thật là ngon nha các bạn. Đó, chỉ những người miền Tây như mình này nè là mới dễ kể sinh nè. Cái món này làm các bạn cũng rất là dễ nha các bạn. Đây thì muốn làm được món này á thì anh em mình cũng phải chuẩn bị được một mổ rau muống lặt hết lá rồi nha các bạn. Đó, thì đầu tiên có thể là mình sẽ ngâm với nước muối một tí nha các bạn, cho nó sạch sẽ hết nha các bạn. Đó, còn đây là nồi thịt kho của mình. Mình sẽ kho khô mà mình chấm với rau muống bớp chanh nha các bạn. Đó là nó tuyệt vời dữ lắm các bạn à. Đó, quá đã các bạn ơi. Này, món thịt kho của mình này các bạn. Đó, mình sẽ kho khô, mình chấm với rau muống bớp chanh nha các bạn. Đó, các bạn thấy tuyệt vời không? Đó, đây. Rồi, đây. Bây giờ cái khúc giai đoạn mà để bóp chanh đồ này kia trơn á là mình đã làm hết rồi các bạn, do làm thời gian không kịp cho nên là mình quên luôn các bạn à. Đó, mình đã, bây giờ mình đã bóp chanh rồi nè các bạn. Dọn cái bàn luôn rồi. Chỉ chờ cái mấy anh em về là ăn thôi nha các bạn. Đã lắm các bạn à. Đó, cái món này các bạn ăn một cái em nấu cơm rồi xong bởi ra nhà các chào các bạn nha các bạn. Đây, bắt đầu anh em súng nhau ăn thôi. Đó, bắt đầu là bạn mình đã trang nước thịt vào chén này các bạn. Còn bên đây thì bạn cá lóc là bắt đầu ăn thử món rau muống bóp chanh nha các bạn. Ăn cái món này là nó thông cổ lắm các bạn. Đó, mà nó ngon tuyệt nha các bạn, chứ không phải chơi nha các bạn. Cái món này là mình ăn rau muống là rau muống sống nha. Ăn là nó làm cho da mình nó mịn mà nữa chứ bộ chơi sao. Xong rồi nó là có một cái vị chua chua, nó làm hấp dẫn dữ lắm các bạn. Làm là mình chịu không nổi luôn các bạn à. Đó, mình đang quay mà cái mùi của nó, cái mùi có chanh chanh đó nó mang, nó bốc vô trong mũi của mình làm mình đói bụng chịu không nổi với nó luôn các bạn. Đó, nhưng mà cái món thịt thì kho ngon quá cho nên bằng mình chan nước, mình đẩy trước chén này các bạn. Đó, thì bây giờ mình đi lấy cái chén cho mấy bạn này múc cái nước chấm ra nha các bạn, để thôi chấm vào trong cái nồi thì nhiều khi ăn còn dư lại thì nó sẽ bị hư nha các bạn. Đó, quá đã các bạn ơi. Món này ăn thì thôi, các bạn nào mà biết về món này á ăn nó hấp dẫn lắm các bạn. Nó không thua gì cái món mà bắp chuối mà mình đập ra mình ăn chanh vô luôn các bạn. Cái món đó thì cũng ngon nữa. Những cái món mà miền quê là ăn công nhận, miền Tây quê mình có những món nó rất là dân dã, nó rất là bình thường thôi các bạn, nhưng mà ăn nó ngon dữ lắm. Bình thường các bạn ăn một chén cơm mà bây giờ các bạn ăn ba chén cơm. Thôi, chào tạm biệt các bạn nha các bạn.